Bên trong viện chị của chú quay trở lại với Việt Phú. Hôm nay thì em có mua một cái sản phẩm nồi chiên không dầu 3,5 lít của hãng InSky. Đây là một cái sản phẩm nội địa Nhật Bản. Và tất nhiên nó sẽ chạy điện 100V rồi. Đây là cái em vừa bóc hộp thôi, còn nguyên shop và cái hộp có thể. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng cũng với catalog air fryer nồi chiên không dầu. Thì air fryer này thì đây là có cái sổ thuyết minh như là hướng dẫn sử dụng. Nó có kích thước khoảng tầm 4,75 kg. Có nhiều chức năng của nó trên này, có cái bảng hiển thị như ở đây. Đây là hãng InSky của Nhật Bản nha quý vị. Đây thì có các cái nướng gà, nướng thịt, nướng cá, nướng tôm, nướng các thứ loại bánh. Nướng cá thì 10 phút 180 độ các thứ đây. Bao nhiêu thì có trong hướng dẫn sử dụng đấy hết luôn, cũng rất là dễ thao tác. Đây là cái lòng của nó. Cái này thì tháo ra tháo vào để cho sản phẩm vào để nướng, để chiên. Còn và cái tháo ra để rửa cũng rất là tiện. Đây có cái nút của nó để ấn cài vào, mở ra tháo vào. Đấy, thật là tiện, nhấc lên nhấc xuống để đưa tháo ra rửa. Nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thì cái giá của cái sản phẩm này thì hiện tại đang còn sale với giá gốc ban đầu nó là khoảng tầm hơn 2 triệu 3 Việt Nam, mà tại bên này sale xuống thì còn khoảng tầm chưa đầy 1,5 triệu hàng tại bên này nha quý vị. Tuy nhiên thì nếu mà dùng bên này thì mua cũng rất là rẻ, nhưng mà gửi về Việt Nam thì nó cũng có thể là hơi bị đắt một chút, vì cái nó cả hộp mà nó cũng hơn 5 cân mà cước vận chuyển thì 200 nghìn một cân, thì nó cũng rơi vào tầm hơn 1 triệu tiền cước, cộng với 1,5 triệu tiền sản phẩm, thì nó tầm hơn 2,5 triệu 3 triệu. Thì tự nhiên sẽ test thử cho vị anh chị cô chú cùng xem cái sản phẩm sử dụng như thế nào. Đây là em vừa cắt mấy miếng thịt gà để vào test thử cho vị anh chị cô chú cùng xem. Cái này thì ấn vào gà thì sẽ để 180 độ và 10 phút. Theo cái gà thì sẽ là 180 độ và 20 phút quý vị. Tất cả chương trình mà cảm ứng rất là nhanh. Rồi. Vậy thì ấn phát là nó sẽ chạy thôi, ấn nút play ở đây, nó sẽ chạy. Chờ nó quay trong vòng 10 phút. Là xong. Và đây là cái sản phẩm mà sau khi mà nướng 20 phút quý vị sẽ máy vừa báo tít xong, nó chạy xong 20 phút thì máy sẽ tự động báo chuông, bị đèn báo chuông báo và biết để cho mình biết nó là mà kiểm tra sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm sau khi em cắt hơi nhỏ một chút, tuy nhiên thì cái sản phẩm sau khi mà đã nướng xong thì nó đã được như thế này. Đấy, em sẽ nhấc nó ra. Đây, phía dưới là dầu dầu của cái thịt nó đã rớt ra ngoài nha quý vị nhé, rất là nhiều. Em sẽ bỏ riêng này, này cho dầu nó chảy xuống cho quý vị cùng nhìn cho nó dễ. Đây, một mớ dầu luôn. Và cái này thì là sản phẩm made in Japan, bảo hành nội địa 1 năm và có thể gia hạn đến 18 tháng. Giá chỉ khoảng tầm 1,5 triệu Việt Nam đồng mua tại bên này, và dùng điện 110V. Đây là hàng mới 100% quý vị nhé, em mới khui hộp lúc đầu ạ. Là một sản phẩm mà được dùng rất là nhiều tại Nhật Bản. Không ngoài những sản phẩm như là Philips cái thứ thì giá nó rất là đắt, nó thể gấp 3 gấp 4 lần cái sản phẩm này. Tuy nhiên đây là cũng là một sản phẩm made in Japan, bảo hành 12 tháng, thì tội gì mà chúng ta không sử dụng những sản phẩm này cho nó rẻ, đúng không ạ? Đấy, thì em vừa mới giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm InSky nồi chiên không dầu của Nhật Bản. Mã số sản phẩm thì ở cái này là cái này ở đây thì nó sẽ không có, vì tí em sẽ cập nhật thêm cái mã sản phẩm cho quý vị anh chị cùng xem. Thì đây là cái sản phẩm sau khi em đã chiên không dầu 2 phút, cái thịt gà nó đã vàng ruộm như thế này. Em sẽ và chỉ việc ăn thôi.
cái này nó đỡ được cái thời gian nấu rất là nhiều. Trong khi mình vừa nấu vừa tốn ga thì cái này dùng điện, điện bên này nó sẽ rẻ hơn là ga, vì ga nhập khẩu, điện bên này thì nó rẻ hơn. Và cái mình sẽ không phải ăn nhiều dầu vào trong cơ thể, hạn chế được cái dầu, đó là tốt cho sức khỏe, cho cơ thể của mình. Đấy. Để em xin cảm ơn quý vị anh chị và chú cùng theo dõi video của em, và em xin gặp lại thằng cô lần sau.